tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân, gây tê bì, chuột rút, sưng phù chân, thâm tím, đứng yên hay đi lại đều đau nhức. Boniven hỗ trợ làm tăng sức bền tĩnh mạch, hỗ trợ giảm tê bì chân, nặng chân. Boniven dành cho bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch. Boniven, sản phẩm của Mỹ.